Con biết bây giờ mẹ chờ tìm con. Khi thấy mái cao nở vàng bên nương, năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay em bay đầy trường ngõ mà tìm con vắng xa ngàn xa. Xin được mến chào tất cả các bác, tiếp tục được giới thiệu tới các bác một bộ karaoke rất là VIP cho các bác chơi trong nhà cũng như là ngoài trời các bác nhé. Trị giá là 27 triệu. Trước khi đi chi tiết với các cái thiết bị trên bộ cấu hình này thì em mời các bác cùng đi cảm nhận chất nhạc nha các bác nhé. Như vậy các bác nhé. Bây giờ thì em sẽ đi chi tiết hơn để các bác cùng quan tâm. Hiện tại thì em đang sử dụng đó là chiếc đẩy săn xui bái xịn đến từ thương hiệu của Nhật các bác nhé, 602S, đời 2016, màn hình số các bác nhé, màn hình số quản lý nguồn để hỗ trợ chống chập cháy bộ dàn cũng như là tiện lợi hơn khi các bác mở bật tắt. Dòng hàng chính hãng AV Pro, Pro 12 đó. Ở đây thì em đang sử dụng đó là một chiếc vang cao cấp các bác nhé, của Sansui, đời cao nhất DA1. Bản này thì các bác có thể chơi ngoài trời, chơi sự kiện đều được nhé. Lọc nhạc, nén nhạc, mic thì cực kỳ là hay đó. Trên cùng là bộ mic bài xịn đến từ thương hiệu của Beyer, một thương hiệu rất là nổi tiếng. Model là BS970A đó, 970A là phiên bản cao cấp nhất. Dòng này thì các bác chơi gia đình thì miễn chê rồi, và các bác cũng có thể chơi cả ngoài trời đó. Dưới là một súp 40 mặt trước các bác nhé, dòng TN sâu hàng chính hãng các bác nhé, hàng nhập khẩu luôn ạ. Tiếng trống đánh rất là uy lực đó, và khỏe tính bát. Một đôi loa ETC sử dụng một bát 30 một kèn các bác nhé. Cấu hình như vậy là trị giá 27 triệu. Bây giờ em sẽ mời các bác cùng đi cảm nhận tính mic nhá. Mic thì lên tiếng rất là hay các bác nhá. Đây em sẽ thử các bác cùng cảm nhận. Đến 1, 2. Thôi nhé em, đừng nhiều hơn sâu, đừng thương tích để rồi xa nhau. Đây mới là chỉ là nói khô các bác nhá, nhưng mà tiếng mic lên rất là mượt và rất là nhẹ các bác ạ, rất là nhẹ, trong hú cực kỳ tốt nhá. Em vừa cầm máy quay vừa alo để các bác cùng cảm nhận đấy ạ. Đó, toàn bộ như vậy thì bên em hiện tại thì đang có hỗ trợ tặng kèm những đôi chân loa như vậy các bác nhé. Nếu mà các bác chơi ngoài trời nhiều thì bên em sẽ tặng cái cột các bác nhé, cái cột. Còn đây là chân loa để
bệt hệ chân gỗ các bác nhé. Bây giờ thì em sẽ mời các bác cùng đi cảm nhận một chút về karaoke để các bác có thể biết được cái chất lượng mic của cái bộ dàn này luôn ạ. Giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mái cao nở vàng bên nương, năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay em bay đầy trường ngõ mà tin con vắng xa ngàn xa. Ôi nhớ xuân nào thủa chơi yên vui, nghe pháo sao thưa rộn ràng nơi nơi, bên mái tranh nhỏ ngồi quanh bếp hồng, trông bánh trưng chờ trời sáng đỏ hay hay những đôi má đào. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người thừa sang, cô vượt tiếng hoa vàng bừng xuân. Đàn trẻ thương ấy chưa mong anh trai sẽ đem về cho tà áo mới, ba ngày xuân đi quê con biết không vì mẹ chờ em trông, nhưng nếu con vì bạn bè thương mong, bao lứa trái cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình nghềm mơm mẹ ơi con xuân nay vắng nhà. Bọn thầy đồng hồ rất là tốt các bác nhé, đồng hồ rất là tốt các bác nhé. Bọn thầy rất là VIP các bác nhé, cho các bác chơi trong nhà hoặc là chơi ngoài trời. Chống hú cực kỳ là tốt, hát rất là nhẹ. Với chiếc vang Sansui này các bác này, chiếc vang Sansui đến từ Nhật như là cục đẩy nhé, đồng bộ đây thì cho ra tiếng rất là hay các bác nhé. Khi mà ghép đẩy với vang đồng bộ cho ra tiếng cực kỳ là hay. Và đặc biệt thì với cái phiên bản mà đời cao như vậy, tiếng mic nó rất là tốt. Khi mà các bác hát nhẹ và sáng tiếng các bác nhé, các bác để tai nghe quả trầm đánh rất là lực các bác ạ, rất là lực, bát 40 các bác nhé. Đến giờ thì hiện tại thì bên em đang hỗ trợ khuyến mại, đó là những chân loa. Nếu mà các bác hay chơi ngoài trời thì bên em sẽ tặng các bác những cái chân loa đứng các bác nhé, chân loa cột đứng nhá. Còn nếu mà trong nhà thì sẽ là những cái chân loa như vậy, và có tặng kèm thêm sạc pin các bác nhé. Sạc pin hiện tại thì đang được khuyến mại, cho nên là các bác nào mà ok thì nhanh tay các bác nhé. Những đôi loa ETC đến từ Mỹ các bác nhé, hàng rất là đẹp. Ok, các bác nào có nhu cầu vui lòng liên hệ với bên em qua số hotline 0977 434361. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.